Kinh số 69, Kinh Golizani, Golizani Sutta, 173. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn Chú ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại Kalada, Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Golizani là vị sống tại rừng núi có hành động thô tháo đã đến giữa tăng chúng do một vài công vụ ở đây tôn giả Sariputta, xá lợi phất nhân vì tỷ kheo Golizani bảo các tỷ kheo này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không biết tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả ấy lại không tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng phải biết khéo xử về chỗ ngồi nghĩ rằng ta sẽ ngồi không có chiếm lấy chỗ ngồi các thượng tọa tỷ kheo không có trục xuất chỗ ngồi của các niên thiếu tỷ kheo này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không biết khéo xử về chỗ ngồi thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại không biết hành động như pháp sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng phải biết khéo xử về chỗ ngồi. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng, không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng, nếu vào làng quá sớm và trở về ban ngày, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau. Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích nay tôn giả này lại vào làng quá sớm và trở về ban ngày sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến trú chú giữa chúng tăng đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn thời có người sẽ nói về vị ấy như sau có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích lại đi phi thời quá nhiều và xử sự, sự như vậy samoda charati đối với chúng tăng sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không nên chạo cử giao động này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng mà chạo cử giao động thời có người sẽ nói về vị ấy như sau có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, lại chạo cử, dao động quá nhiều và xử sự, sự như vậy đối với chúng tăng? Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi đến trú chú giữa chúng tăng không nên chạo cử, dao động. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi đến trú chú giữa chúng tăng không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng nói nhiều lời và nói tạp nhạp thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại nói nhiều lời và nói tạp nhạp sẽ có người nói về vị ấy như vậy Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng phải là người dễ nói và là người thiện hữu. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng là người khó nói và là người ác hữu, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại khó nói và là người ác hữu sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi đến chú giữa chúng tăng phải là người dễ nói và là người thiện hữu này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thủ hộ các căn này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi không thủ hộ các căn thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại không thủ hộ các căn sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thủ hộ các căn này Chư Hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong sự ăn uống. Này Chư Hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi không có tiết độ trong sự ăn uống, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không có tiết độ trong sự ăn uống." sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải có tiết độ trong sự ăn uống. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi không chú tâm cảnh giác, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau. Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này lại không chú tâm cảnh giác. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh cần, tinh tấn. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi mà biếng nhác, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau. Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này lại biếng nhác. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh cần, tinh tấn. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải tránh niệm tình giác. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi mà thất niệm thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại thất niệm sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải tránh niệm tỉnh giác này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi không có thiền định thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại không có thiền định sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định này chư hiền tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ này chư hiền nếu tỷ kheo sống ở rừng núi chỉ có liệt tuệ thời có người sẽ nói về vị ấy như sau nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi sống một mình trong rừng hành động theo sở thích nay tôn giả này lại chỉ có liệt tuệ sẽ có người nói về vị ấy như vậy do vậy tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập thắng pháp Abhidhamma, thắng luật Abhivinaya. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỷ kheo sống ở rừng núi về thắng pháp, thắng luật. Nếu tỷ kheo sống ở rừng núi được hỏi về thắng pháp, thắng luật mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau. Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về thắng pháp, thắng luật lại không có thể trả lời được. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ khao sống ở rừng núi cần phải có thực tập thắng pháp, thắng luật. Này chư hiền, tỷ khao sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát Santa Vimokha vượt khỏi các sắc pháp và các vô sắc pháp. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỷ kheo sống ở rừng núi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau. Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát lại không có thể trả lời được. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỷ kheo về những pháp thượng nhân. Này chư hiền, nếu tỷ kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp thượng nhân mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này được hỏi về những pháp thượng nhân lại không thể trả lời được. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Maha Mogalana nói với Tôn giả Sariputta như sau: Hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập bởi tỷ kheo sống ở rừng núi hay bởi tỷ kheo sống ở gần thôn làng? Hiền giả Mogalana, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập bởi tỷ kheo sống ở rừng núi. Còn nói gì, Pazeva, tỷ kheo sống ở gần thôn làng?